Hello, xin chào cả nhà. Cả nhà khỏe không? Thì ngày hôm nay mình muốn cho cả nhà xem là cái mùa dịch này mình làm những gì ở nhà nha cả nhà nhé. Thì buổi sáng là mình đã chở con đi học rồi, sau đó là về đi chợ nè và Dục ở đây. Thì ngày hôm nay mình sẽ tổng quát dọn dẹp nhà của mình. Thì đây cả nhà thấy không? Sáng sớm là con cái ăn sáng rồi bày ra ở trên bếp rất là bừa bộn. Bình thường á là không có bừa bộn. Nếu mà buổi sáng tụi nó đi học rồi á thì mình sẽ thường xuyên hay dọn dẹp ở dưới bếp này cho gọn. Nhưng mà mới đi chợ về thì cái bếp mình hơi bừa bộn nha. Thì cho cả nhà xem coi ngày hôm nay mình sẽ dọn dẹp như thế nào nha cả nhà nhé. Đây, đây là cái nhà của em. Thấy không? Con cái ăn uống sữa để đầy hết. Đó, để đầy hết. Bây giờ mình sẽ tổng quát dọn vệ sinh nha cả nhà. Đó, rồi đồ của chó nằm ở đây rồi tùm lum hết cả nhà ơi. Thì cái mùa dịch này mình không đi làm, mình sẽ tổng vệ sinh nhà cửa nha cả nhà nha. Hello, bây giờ mình sẽ tổng vệ sinh nhà cửa đây. Trước tiên thì mình sẽ lau chùi bếp trước trước nha cả nhà nha. Giờ mua đồ kẹp tóc kẹp lên để chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa. Ok, trước tiên thì mình sẽ dọn dẹp nhà cửa giống như bếp trước, sau đó là mình sẽ hút bụi và lau nhà. Lau nhà là cái quan trọng cuối cùng của khi mình dọn dẹp nhà cửa. Mình sẽ hút bụi trước và dọn mấy cái bếp ở trên đây nó vẫn còn dơ nè cả nhà. Thì ok, bây giờ mình xuất phát nha. Cái này là khăn sạch nè, bỏ đây. Ok, mình đi đây cả nhà ơi. Đây, bây giờ những cái này là cả nhà. Thì mình sẽ tráng qua. Chán quá, nhà mình có máy rửa chén nên bình thường mình hay rửa bằng tay lắm cả nhà ơi, nhưng mà đồ nhiều quá mình sẽ rửa bằng máy nha cả nhà. Đây cả nhà ơi, bây giờ cái bếp của mình đã tổng vệ sinh xong rồi. Cả nhà thấy không? Thấy cái bếp sạch sẽ chưa? Không còn một cái gì ở trên cái mặt bàn này hết, chỉ còn cái máy wifi thôi. Đó, dọn hết. Bây giờ ở dưới nền nhà nè cả nhà. Thấy rác rất là nhiều, tại vì mình phải dọn những cái thứ trên bàn trước để cho nó rác nó xuống đất cái nền nhà của mình rồi mình có thể là đi đi hút bụi nha cả nhà. Cái hút bụi là cái thứ hai và cái cuối cùng là mình đi lau nhà. Thì bây giờ mình xuất phát đi hút bụi nha cả nhà nha. Ok, bây giờ mình đi hút bụi thôi. Đó, bây giờ mình chuẩn bị đi hút bụi nè. Bây giờ mình gắn cái máy ấy vô cả nhà ơi. Bụi là sẽ ồn lắm nha cả nhà. Thì mình sẽ tắt cái tiếng để khỏi phải nó ồn nha cả nhà nha. Tại vì hút bụi nó rất là ồn. Đó, hút bụi. Đó, cả nhà thấy những cái rác mà những cái dơ dưới nền nhà không? Thì mình sẽ đi hút bụi bây giờ. Đây là cái máy để mình đi hút bụi nè cả nhà, thấy không? Đó, thì đây là cái hút bụi. Thì bây giờ mình sẽ đi hút bụi nha cả nhà. Em mở máy lên nó sẽ bị ồn nó cả nhà, nên em sẽ tắt tiếng nha cả nhà nha. Đó, đó thì bây giờ em sẽ tắt tiếng nha cả nhà để mình đi hút bụi.
Đây thì mình đã hút bụi xong rồi cả nhà ơi. Bây giờ là mình chuẩn bị đi lau nhà nha cả nhà nha. Thì bây cả nhà sẽ đi lau nhà nha. Đây, mình đi lau nhà thôi cả nhà ơi. Nhà thấy không? Bây giờ em sẽ lau từ cái bếp này lau trước nha cả nhà nha. Mình lau thì mình cứ thụt lui lại nha cả nhà. Nếu mà mình lau mà không có đi thụt lui lại thì cái chân mình nó sẽ dậm lên cái nền nhà nó sẽ dơ. Thì mỗi khi mình lau á mình sẽ đi thụt lui lại nha cả nhà. Đó. Bây giờ mình lau nha. Thì nhà của em cũng đã chuẩn bị xong rồi. Dọn dẹp nhà ngày hôm nay tổng quát đã xong. Nhìn sạch sẽ. Đó cả nhà thấy không? Thấy cái nền nhà rất là trắng. Đó, khi mình lau á, thì mình sẽ đi thụt lui lại như vậy. Thì cái nền nhà mình nó sẽ không có thấy cái dấu chân. Cái dấu chân của mình đạp lên. Đó, mình cứ đi thụt lui lại. Thì đã xong việc nhà ngày hôm nay. Thì mình tiếp tục lau phòng khách nha cả nhà. Mình tiếp tục đi lau phòng khách. Okay, bây giờ đã dọn dẹp xong rồi cả nhà ơi. Đó, cả nhà thấy không? Gạch vẫn đang còn ướt. Thì cái bếp của em sạch sẽ rồi nè cả nhà. Còn cái chỗ này là dành cho con chó cưng của em. Đó, thì đi vô phòng khách. Đó, phòng khách cũng lau chùi sạch sẽ rồi. Đó, một ngày nghỉ của em đã xong rồi nha cả nhà nha. Ok, bây giờ cảm ơn cả nhà đã xem cái cuộc sống ở Úc của gia đình nhà em. Thì nếu mà cả nhà nào thấy thích cái kênh YouTube của gia đình nhà em thì hãy like và subscribe lại giùm cho gia đình nhà em nha. Hôm nay mình đã tổng vệ sinh xong cái nhà của mình. Ok, bye bye cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất nhiều.